Tối ngày 26 tháng 3, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra và làm việc với những người liên quan vụ cổ động viên đánh nhau trên sân vận động Mỹ Đình. Theo nhân chứng, sự cố xảy ra trong hiệp một trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Lúc này, xô xát xảy ra giữa nhóm cổ động viên Việt Nam sau một vụ tranh cãi, một phụ nữ bị thương nặng ở vùng mặt. Anh H. D. M. 26 tuổi, khán giả, cho biết máu chảy ra nhiều ở vùng đầu và mặt của một phụ nữ. Ngoài ra, tôi thấy một người đàn ông đánh vào mặt chị này. Lực lượng an ninh tại sân sau đó phải xuất hiện để ổn định trật tự trên khán đài.